Huawei vẫn đạt kỷ lục doanh số smartphone. Ngày 15 tháng 5 năm 2019, chính phủ Mỹ đã đưa Huawei vào danh sách đen, cấm thực hiện các giao dịch và mua bán với các hãng công nghệ của Mỹ mà không được phép. Những cáo buộc sản phẩm của Huawei được lợi dụng để thu thập thông tin tình báo và gây nguy hại cho an ninh quốc gia. Theo lệnh cấm, hàng loạt hãng công nghệ lớn của Mỹ đã ngừng hợp tác với Huawei vì lo ngại sẽ bị chính quyền Washington trừng phạt. Google sau đó còn ngừng cấp phép để Huawei tiếp tục sử dụng các dịch vụ và ứng dụng của mình trên smartphone sử dụng nền tảng Android của hãng. Đây được xem là một đòn đau đánh vào tham vọng trở thành hãng smartphone số một thế giới mà Huawei đã từng đặt ra vào năm 2018. Trái ngược với những dự đoán Huawei sẽ phải lâm vào tình cảnh khủng hoảng sau khi không thể hợp tác với các hãng công nghệ Mỹ. Trên thực tế Huawei vẫn cho thấy mình đang hoạt động hoàn toàn bình thường và thậm chí đạt mức tăng trưởng ổn định. Đặc biệt, doanh số smartphone của Huawei trong năm 2019 thậm chí còn cao hơn mức dự đoán ban đầu của hãng. Theo tiết lộ của Từ Trị Quân, Chủ tịch Luân phiên của Huawei, trong năm 2019, hãng công nghệ Trung Quốc đã bán được 240 triệu chiếc smartphone, tăng 16% so với 206 triệu máy bán ra trong năm 2018 và tăng gần 57% so với 153 triệu máy bán ra của năm 2017. Doanh số smartphone trong năm 2019 của Huawei thậm chí còn cao hơn 10 triệu máy so với dự đoán mà hãng công nghệ này từng đưa ra trước đó. Huawei cho biết doanh số ấn tượng của hãng nhờ vào lượng tiêu thụ mạnh của hai dòng sản phẩm Huawei P và Huawei Mate, hai dòng smartphone cao cấp nhất hiện nay của Huawei. Số của hai dòng smartphone này trong năm 2019 đã tăng lên đến 50% so với năm 2018, trong đó sự tăng trưởng chủ yếu tập trung tại thị trường Trung Quốc.